Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn làm thêm khóa nữa. Các nhà quan sát chính trị tại Việt Nam đã chia sẻ với đài BBC tại London suy nghĩ về việc liệu có nên giữ trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi tiếp tục ở lại trong Bộ Chính trị khóa 13 hay không. Thông thường, trong chính trị ở Việt Nam, các ủy viên Bộ Chính trị quá 65 tuổi để được tiếp tục ở lại cần có sự giới thiệu và đồng ý của Bộ Chính trị và Ủy ban và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh trong Bộ Chính trị của Việt Nam hiện có rất nhiều người tuổi từ 66 trở lên. Trong Bộ Chính trị hiện nay, có 7 người đã có tuổi từ 66 trở lên là các ông bà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Thiện Nhân và Ngô Xuân Lịch. Các nguồn tin đến nay cho đài BBC biết Hội nghị Trung ương 12 mới nhất trong tháng 5 vẫn chưa bàn về có bao nhiêu trường hợp đặc biệt trong Bộ Chính trị có thể ở lại khóa 13. Trước đó, chia sẻ với đài BBC vào ngày 27 tháng 6, tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển, nói nếu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở lại, đó sẽ là điều tốt. Ông nói tiếp, trên quan điểm cá nhân của tôi thấy rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên cạnh các ứng viên khác, nếu có trong trường hợp tiêu chí du di linh hoạt về tuổi tác được áp dụng ở Đại hội 13, thì ông cũng xứng đáng thôi và ông cũng có thể đặt đại diện cho những trường hợp khác cùng lứa tuổi cao mà lưu lại thêm. Không nên du di tuổi tác, đây cũng là một điều được đặt ra. Mới nhất trong chương trình thảo luận hôm thứ Năm của đài BBC tại Anh, vào ngày 28 tháng 5, tiến sĩ Nghiêm Thúy Hằng, bộ môn Trung Quốc học, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy không nên có việc du di tuổi tác. Không nên du di tuổi tác. Về Trung Quốc, tôi thấy dù lãnh đạo họ có giỏi thế nào, hết nhiệm kỳ họ vẫn phải thôi. Cho thế hệ khác lên làm. Nếu xuất sắc, họ vẫn có thể làm cố vấn, trợ giúp cho lãnh đạo. Vị này cũng nói tiếp, hiện tượng du di của Việt Nam theo tôi là không nên, mà nên chuyển giao thế hệ, tìm nhân sự phù hợp với sự phát triển của Việt Nam. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam với phát biểu tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc ngày 23 tháng 4. Không để lọt vào Trung ương cán bộ giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất. Nhân sự rất hệ trọng cho Việt Nam. Còn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao từ Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển ở Hà Nội nói mặc dù ông đồng tình với nguyên tắc che giả mang mọc nhưng bối cảnh chính trị Việt Nam hiện nay vẫn cần có sự linh hoạt. Nhân sự rất hệ trọng cho Việt Nam. Nếu còn có đảng viên lãnh đạo trong sạch, trí tuệ thì đất nước có hy vọng. Một khuynh hướng lựa chọn lãnh đạo như Nguyễn Phú Trọng đề cập là phải lựa chọn người có đức, có tài, trong sạch, không nhà cửa, tài sản lớn. Nhưng dư luận thường nói, nhìn vị nào cũng thấy tài sản lớn, thế chọn ai bây giờ? Bây giờ là tiêu chuẩn chọn Tổng Bí thư như Bộ Chính trị đề ra, với cái tiêu chuẩn như trong sạch, đoàn kết, các nhân tố trong và ngoài đảng, thì tôi mạo muội nói rằng hình như chỉ còn ông Trọng đủ đáp ứng. Kinh tế Việt Nam cần sự ổn định chính trị. Ông Hoàng Ngọc Giao nói, ông tin rằng đa số dân chúng ở Việt Nam vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng. Mặc dù chống tham nhũng vẫn đang nhiều khó khăn, ông đã nói như vậy. Để ổn định cho những bước tiếp theo, có lẽ vẫn cần một người cầm trịch, đủ uy tín trong dân, trong sạch, không vương vấn nhóm lợi ích, thì tôi nghĩ chỉ có ông Trọng. Vị này nói tiếp, không nhất thiết phải quá bao nhiêu tuổi, như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 73 tuổi rồi. Quan trọng là có người chèo lái ít nhất giữ ổn định, để lựa chọn đội ngũ cán bộ trong sạch, tâm huyết để tiến hành cải cách tiếp theo, như thế có lẽ tạm ổn. Khó có việc nhiều hơn một người quá 65 tuổi. Tiến sĩ Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng sẽ khó có việc nhiều hơn một người quá 65 tuổi trong Bộ Chính trị được ở lại tiếp tục. Đây là hình ảnh hôm 27 tháng 5, ông Nguyễn Hồng Diên, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, được báo Vietnamnet dẫn lời như sau: trường hợp đặc biệt về tuổi như Tổng Bí thư là hạnh phúc của Đảng và dân tộc. Đây được dư luận coi là chỉ dấu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa. Tiêu chuẩn mà Đảng Cộng sản đặt ra, tôi thấy có mấy điểm quan trọng. Ví dụ, có cơ cấu, có vấn đề tuổi tác, để từ đó tạo ra một cái khung cho một, hai hội nghị trung ương tiếp theo bàn tiếp. Họ bàn tiếp, hội nghị trung ương 13 chưa xong thì 14, nên cũng chưa cần vội, nhưng khả năng nhiều hơn một người ở trường hợp đặc biệt là rất khó. Các trang tin đã dẫn lời Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên nói vào hôm 27 tháng 5 rằng tinh thần về nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa tiếp theo là tỷ lệ mới nhiều hơn, trẻ cao hơn nhưng không loại trừ trường hợp đặc biệt, phù hợp với tình hình thực tiễn.
Phát biểu của ông Diên được đưa ra tại một cuộc họp thông qua báo cáo kết quả hội nghị lần thứ 12 của Ban chấp hành Trung ương đương nhiệm bàn về phương hướng công tác nhân sự khóa 13. Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương được Thanh niên, Báo Tuổi Trẻ, Dân Trí và Vietnamnet trích lời cho hay nhân sự của Trung ương Đảng khóa 13 sẽ có 3 độ tuổi. Dưới 50 tuổi chiếm tỷ lệ từ 15 đến 20%, từ 50 đến 60 tuổi chiếm trên dưới 70% và từ 61 tuổi trở lên chiếm trên dưới 10%. Số lượng ủy viên Trung ương khóa tới sẽ vẫn như khóa 12 là khoảng 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tương tự, con số ủy viên Bộ Chính trị kết quả nhiều khả năng vẫn trong khoảng từ 17 đến 19 ủy viên. Ban Bí thư từ 12 đến 13 ủy viên. Phó trưởng Ban tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên cho biết như vậy. Tuy có các độ tuổi được đặt ra, song ông Diên nói rằng việc vận dụng độ tuổi với một số ủy viên Trung ương phải thật sự linh hoạt dựa trên các bài học rút ra từ công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ 12 cũng như từ các khóa trước. Và nhà lãnh đạo ông Nguyễn Phú Trọng đã được quan chức tuyên giáo dẫn ra làm ví dụ nổi bật về trường hợp ngoại lệ mặc dù quá tuổi trong khóa 12, theo tường thuật của báo chí trong nước. Đây là hình ảnh Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc. Đặc biệt là người đứng đầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, của dân tộc, Phó trưởng Ban đã nói như vậy. Và Tổng Bí thư là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành Trung ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề, chỉ đạo điều hành đất nước trên cả nước đã gặt hái được những thành công, thành quả lớn. Và đó là những chia sẻ của quan chức tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên khẳng định như vậy. Vẫn quan chức này nhấn mạnh tiếp rằng chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, rất cần những người lão luyện về chính trị, có kinh nghiệm để chèo lái con thuyền đất nước vượt qua sóng gió, nguy nan. Vị phó trưởng ban tuyên giáo lưu ý rằng trong trường hợp đặc biệt cần thiết tái cử Trung ương khóa mới mà không nằm trong độ tuổi quy định sẽ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỹ lưỡng và trình lên để Trung ương quyết định. Ông Nguyễn Hồng Diên cũng cho biết trước thềm đại hội có nhiều tài khoản mạng xã hội tung tin nói xấu đảng, chế độ, nói xấu lãnh đạo. Và phản động nói xấu không vội lo, vì nói xấu mình thì mình đứng về phía nhân dân, họ khen mình chẳng hạn thì hết sức cảnh giác. Kẻ thù mà khen ta thì rõ ràng ta đi ngược đường lối, chủ trương, không bao giờ kẻ thù lại tốt với ta. Nhưng ta cũng phải thận trọng, xem xét, nếu đúng thì cũng phải xem xét, không đúng phải có chứng kiến rõ ràng. Không phải vì thông tin thất thiệt mà hoang mang, chia rẽ là mất ổn định trước đại hội, làm công tác nhân sự đại hội gặp khó khăn. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2020, trên các phương tiện truyền thông nhà nước đều đăng tải toàn văn bài viết một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản. Do ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là trưởng ban, tiểu ban nhân sự gây sự chú ý cho dư luận trong và ngoài Đảng. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Một trong những điểm cốt yếu xuyên suốt trong bài viết trên được nhấn mạnh rằng công tác cán bộ của Đảng gắn liền với chế độ. Đối với Đại hội Đảng lần thứ 13 được xác định là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ và sự phát triển vững mạnh của đất nước. Chăn trở nhiều thế hệ, các nhà lãnh đạo Cộng sản nhiều thế hệ luôn chăn trở điều này, nhất là từ trước Đại hội Đảng lần thứ 12 đến nay. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từng trải lòng trong bài viết gần đây như sau. Công tác cán bộ làm không tốt thì tự ta lật đổ ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông là người đứng đầu, kinh tế vĩ mô đã vượt qua thời kỳ bất ổn và tăng trưởng cao trong 4 năm của nhiệm kỳ. Các chỉ tiêu và phát triển xã hội cũng chuyển biến tích cực. Đồng thời, cải cách thể chế theo hướng củng cố tổ chức Đảng, tập trung quyền lực và chống tham nhũng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, trong công tác nhân sự của Đảng, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống của một số bộ phận cán bộ lãnh đạo đảng viên vẫn là nguy cơ hiện hữu. Trong bài viết chỉ ra, chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Một chế độ kiểm soát quyền lực theo pháp luật cần phải được thiết lập bền vững thay cho các cơ quan quyền lực đảng. Một hình thức tương tự kiểu quân cơ hay đô ngự sử thời chế độ phong kiến tập quyền. Một trong những nhiệm vụ của công tác nhân sự kỳ này là không để lọt vào Trung ương và Ban chấp hành khóa 13 những kẻ vi phạm, giấu mình chưa bị kỷ luật, những kẻ cơ hội chính trị dưới nhiều hình thức, biểu hiện là rất nặng nề. Đây là hình ảnh ông chánh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình đã bị dân mạng đưa được hình ảnh đăng lên Facebook và các mạng phương tiện xã hội với tiêu đề sân gôn trái phép dập dìu cán bộ tòa án tối cao.
Vào ngày 24 tháng 5, nhân dịp sinh nhật một lãnh đạo tòa án tối cao, cán bộ tòa án tối cao và tòa Hà Nam đã kéo nhau về vui chơi tại khu sân golf Kim Bảng. Ngoài dàn xe sang còn có cả những xe công với biển số 80. Điều đáng nói là dự án sân golf 36 lỗ này và các công trình phụ trợ với tổng diện tích gần 200 hectare dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng dự án đã khởi công triển khai rầm rộ từ tháng 5 năm 2017. Và nay thì chính các vị quan tòa lại đến đây để chơi ở chỗ khu vực mà chưa được phép. Và để làm công tác nhân sự cho Đại hội Đảng lần thứ 13, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần rút kinh nghiệm từ sự bất ổn thể chế trước và trong Đại hội 12. Hơn thế, ông còn nêu ra những bài học về những năm đầu cách mạng tháng 10 Nga và sự sụp đổ của Liên Xô cũ và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và cho rằng một trong nhiều nguyên nhân là lựa chọn bố trí sai một số cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, nhất là cấp cao nhất. Đây là vấn đề tranh luận tùy theo góc nhìn, bối cảnh và giai đoạn lịch sử. Căn cứ thực tế của nhận định trên là do chính sách cải cách và mở cửa ở Trung Quốc từ cuối những năm 1970 và tương tự là đường lối đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986. Đảng Cộng sản đã tự điều chỉnh để lợi dụng được lòng tham vốn là bản chất của tư bản, nghĩa là từ các nguồn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ các nước tư bản và mới nổi ở Đông Á như Nhật Bản, Nam Hàn để tăng cường khả năng kinh tế. Chế độ toàn trị bởi Đảng Cộng sản bị cáo buộc bởi tình hình nhân quyền và dân chủ hết sức tồi tệ. Và quan niệm rằng cùng chung ý thức hệ Cộng sản thúc đẩy Việt Nam và Trung Quốc đã gắn kết với nhau hơn tình hữu nghị bốn tốt sau 16 chữ vàng cùng xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa đã và đang không còn phù hợp với thực tế thời hiện đại. Ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử và hướng tới tương lai. Bởi vì nó liên quan tới cương lĩnh xây dựng đất nước, chiến lược phát triển kinh tế xã hội và dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Một cuộc cải cách thể chế chính trị có lẽ chưa được đặt ra, trong đó việc thay đổi chiến lược phát triển đất nước, dân tộc trong bối cảnh như phân tích ở trên sẽ là nền tảng bền vững cho chế độ. Chỉ khi đó, việc nhân sự của cả hệ thống chính trị sẽ mang ý nghĩa tương xứng với việc coi Đại hội 13 là dấu mốc lịch sử, định hướng tương lai. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020 với bản tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn làm thêm khóa nữa. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.